Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bị can Bùi Văn Dũng, 60 tuổi, trú quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, từng là lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị truy tố về tội rửa tiền theo khoản 3, điều 324 Bộ luật hình sự năm 2015, khung hình phạt từ 10 đến 15 năm. Ông Dũng bị truy tố với cáo buộc đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rửa tiền, số tiền 445.748 tỷ đồng. Theo cơ quan công tố, sau khi thực hiện hành vi tham ô tài sản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị can ở SCB và Vạn Thịnh Phát thực hiện hành vi rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có. Nhóm bị can này đã thực hiện việc chuyển tiền ra khỏi SCB hoặc cho các cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức hóa nguồn gốc số tiền 445.748 tỷ đồng. Việc rút tiền mặt chủ yếu được thực hiện ở SCB chi nhánh Sài Gòn. Theo đó, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, đã chết, cựu phó tổng giám đốc SCB, để bà Hồng phối hợp với các bị can khác triển khai công việc rút tiền. Trong đó, bị can Nguyễn Phương Anh, phó tổng giám đốc công ty SPG, lập danh sách các pháp nhân, cá nhân nhận tiền rút tiền. Bị can Thái Thị Thanh Thảo, cựu giám đốc phòng dịch vụ khách Hotel SCB chi nhánh Sài Gòn, phối hợp với bị can Nguyễn Phương Anh triển khai thực hiện. Nguyễn Phương Anh chỉ đạo các nhân viên kế toán tại các công ty ma lập các chứng từ ủy nhiệm chi, giấy rút tiền, rồi chuyển cho Thái Thị Thanh Thảo thông tin về các pháp nhân nhận tiền, cá nhân rút tiền, lập các chứng từ hoàn tất thủ tục rút tiền mặt. Sau đó, các cá nhân này được hẹn đến SCB ký chứng từ rút tiền. Sau khi hoàn tất các thủ tục rút tiền, Thái Thị Thanh Thảo thông báo cho Trần Thị Thúy Ái, cựu kiểm soát viên ngân quỹ SCB chi nhánh Sài Gòn, để xuất tiền mặt khỏi quỹ giao cho Bùi Văn Dũng. Việc giao nhận tiền diễn ra tại hầm B1, trụ sở SCB chi nhánh Sài Gòn. Ông Dũng vận chuyển tiền về tòa nhà Seward tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh giao cho bị can Trần Thị Hoàng Nguyên, là thư ký của bà Trương Mỹ Lan. Bà Uyên tiếp tục giao cho các cá nhân khác theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Cũng có trường hợp, ông Dũng vận chuyển tiền về tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho bị can Trần Xuân Phượng, trợ lý của bị can Ngô Thanh Nhã, em dâu bà Trương Mỹ Lan. Một số trường hợp, ông Dũng trực tiếp chuyển tiền cho các cá nhân theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Khi chưa cần sử dụng ngay tiền mặt, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới sử dụng các pháp nhân, cá nhân mở tài khoản SCB để nhận tiền, chuyển tiền có nguồn gốc do phạm tội mà có, gọi là tài khoản chờ. Khi cần sử dụng, các bị can lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản, cuối cùng đến tài khoản chỉ định để Trương Mỹ Lan sử dụng cho các mục đích cá nhân như rút tiền mặt chuyển cho người khác, thực hiện các dự án, chi trả nợ giữa các công ty, cá nhân trong Vạn Thịnh Phát, trả cho ngân hàng khác hơn, chi trả các khoản vay tại SCB, trả gốc và lãi các gói trái phiếu, chuyển tiền ra nước ngoài. Kết quả điều tra chứng minh, lái xe riêng Bùi Văn Dũng đã nhận và chuyển hơn 108.000 tỷ đồng và 14.757 đô la Mỹ về tòa nhà Seward, tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc giao cho một số cá nhân khác. Việc nhận và giao tiền đều được ông Dũng ghi chép trong sổ tay cá nhân. Hành vi của ông Dũng đã giúp bà Trương Mỹ Lan che giấu và hợp thức sử dụng số tiền 6.330 tỷ đồng do phạm tội mà có. Thưa quý vị, diễn biến mới nhất tại phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bị cáo Dương Tấn Trước, người đã nhận từ bà Lan hàng ngàn tỷ đồng, khai trước tòa, bị cáo rất đau xót khi phải nhận đề nghị án nghiêm khắc. Bản thân bị cáo chỉ là đối tác gặp bà Lan với mong muốn hợp tác phát triển dự án mà bà Lan đang bị nợ xấu. Theo lời khai của các bị cáo, Dương Tấn Trước quen biết Trương Mỹ Lan từ cuối năm 2020. Đến khoảng tháng 4 năm 2021, Trương Mỹ Lan và Trương Khánh Hoàng, quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, thỏa thuận với Trước việc Lan chuyển nhượng dự án Thanh Yến cho Trước và công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, Trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB với số tiền nhận nợ là 3.500 tỷ đồng, trong đó 2.500 tỷ đồng tiền nhận chuyển nhượng dự án Thanh Yến, 1.000 tỷ đồng để Trương Mỹ Lan sử dụng và có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng SCB. Dương Tấn Trước chỉ đạo nhân viên liên hệ với Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB, thực hiện phương án vay bằng cách thành lập công ty Thuận Tiến và công ty Khánh Minh đứng tên hồ sơ vay. Ngày 19 tháng 5 năm 2021, Ngân hàng SCB ký thỏa thuận cho công ty Thuận Tiến và công ty Khánh Minh vay với số tiền giải ngân lần lượt là 1.700 và 1.800 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm cho hai khoản vay nêu trên là hơn 7.000 m2 đất ở dự án Thanh Yến, phường Bình An, thành phố Thủ Đức. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, hai khoản vay trên còn dư nợ gốc là 3.500 tỷ đồng, nợ lãi là 589 tỷ đồng.
Sau khi giải ngân, tiền được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, công ty thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát để dùng nhiều mục đích khác nhau của Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, do Dương Tấn Trước giúp Trương Mỹ Lan thực hiện những công việc xin cấp giấy phép xây dựng hạ tầng giai đoạn 1 dự án Mũi Đèn Đỏ, thay đổi về hệ số xây dựng tăng của dự án Mũi Đèn Đỏ, giấy phép xây dựng dự án Sài Gòn Bình An, nên Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung làm hồ sơ cho công ty Tường Việt vay 1.500 tỷ đồng, thực chất là rút tiền ngân hàng SCB để cho Dương Tấn Trước. Khoản vay của công ty Tường Việt thực tế đã giải ngân 18 lần, tổng số 1.498 tỷ đồng. Dù Dũng không ký thỏa thuận từng lần nhận nợ, không ký giấy nhận nợ, ủy nhiệm chi, nhưng ngân hàng SCB vẫn giải ngân. Trong số tiền giải ngân khoản vay 1.498 tỷ đồng trên, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung giữ lại để sử dụng 240 tỷ đồng. Do vậy, Lan tiếp tục chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn khống để bù cho Trước. Các bị cáo tích cực khắc phục thiệt hại. Trong phần tranh luận bổ sung của người bào chữa cho bị cáo Dương Tấn Trước, luật sư Hoàng Thị Thu cho biết ông Trước và gia đình đã và đang tích cực khắc phục hậu quả của vụ án. Giai đoạn điều tra và truy tố đã kê biên và phong tỏa khối lượng tiền đô la Mỹ rất lớn của ông Trước. Tính toán sơ bộ, gia đình cho biết đã khắc phục gần 2.300 tỷ đồng, sau khi cấn trừ thiệt hại còn dư khoảng 500 tỷ đồng. Với 4 bất động sản của bị cáo có giá trị cao đang bị kê biên, luật sư mong hội đồng xét xử xem xét, đình chỉ kê biên với số bất động sản này vì ông Trước đã khắc phục dư thiệt hại. Luật sư cũng mong hội đồng xét xử ghi nhận việc bị cáo tự nguyện hoàn trả cho bà Trương Mỹ Lan hơn 2.200 tỷ đồng đã nhận trước đó. Từ đây, người bào chữa đề nghị hội đồng xét xử xem xét để có mức án thấp hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát. Tự bào chữa bổ sung, ông Dương Tấn Trước cho biết bị cáo rất đau xót khi phải nhận đề nghị án nghiêm khắc 15 đến 16 năm tù. Bị cáo nói bản thân chỉ là đối tác gặp bà Trương Mỹ Lan với mong muốn hợp tác phát triển dự án mà bà Lan đang bị nợ xấu cần bán. Trong phiên tòa sáng ngày 2 tháng 4, luật sư của bị cáo Nguyễn Cao Trí cho biết, sau gần 1 tháng xét xử vụ án, gia đình của bị cáo đã khắc phục hậu quả thêm 61 tỷ đồng. Trước đó, luật sư cho biết ông Trí đã khắc phục thiệt hại hơn 757 tỷ đồng, số tiền còn lại thanh toán là gần 243 tỷ. Cháu gái của bà Trương Mỹ Lan, ngoài việc được bà Lan bày tỏ nguyện vọng chuyển 1.350 tỷ đồng, trong bị cáo cũng đã nộp khắc phục thêm 2 tỷ đồng. Xuyên suốt những ngày xét xử, bị cáo Đỗ Thị Nhàn không thừa nhận mục đích nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ là để bao che cho sai phạm của SCB sau thanh tra như cáo trạng quy kết. Bà thừa nhận đã sai khi nhận tiền và đã chủ động nộp lại. Song cựu cục trưởng cục thanh tra cho rằng tiền này là quà của Võ Tấn Hoàng Văn cho bị cáo không biết là tiền của bà Trương Mỹ Lan. Còn việc gặp gỡ bà Lan là do Văn nhờ gặp để trao đổi về việc mượn tài sản đảm bảo của bà Lan đưa vào SCB. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn khai không biết bà Lan, chỉ do Văn nhờ gặp hai lần và do không quen biết nên không thể cởi mở trao đổi với bà Lan, và cho biết hai lần gặp bà Trương Mỹ Lan đều trước khi quyết định thanh tra SCB. Viện Kiểm sát cáo buộc bị cáo nhận 5,2 triệu đô la Mỹ để bao che, bưng bít sai phạm của SCB, không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra, dẫn tới ngân hàng nhà nước không phát hiện sai phạm. Tranh luận với Viện Kiểm sát, bà Trương Mỹ Lan cho rằng đã nghiêm túc nhìn nhận vai trò sai phạm của mình và không ngoan cố quanh co như cơ quan công tố đánh giá. Bà Lan cho rằng, trong nội dung phát biểu đối đáp, Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm cho rằng bị cáo ngoan cố quanh co chối tội là không xem xét toàn diện lời khai của bà và các bị cáo tại diễn biến phần xét hỏi. Bị cáo nói rằng bản thân đã nghiêm túc nhìn nhận vai trò ảnh hưởng của mình đối với ban quản trị. Bản thân cũng chịu trách nhiệm về sai phạm của ban điều hành, nhân viên SCB. Bà tôn trọng lời khai của các bị cáo, không quanh co đổ tội cho ai và mong tòa phân định mức độ ảnh hưởng của cá nhân với ban điều hành SCB về những khoản vay liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Tiếp đó, bà Lan trình bày hàng loạt vấn đề, xin hội đồng xét xử xem xét thật kỹ đến bối cảnh tham gia hợp nhất SCB, việc vận động các cổ đông mua trên 65% cổ phần của ngân hàng để hợp nhất, cho mượn tài sản đảm bảo, các khoản vay tái cơ cấu, kêu gọi các chuyên gia cổ đông nước ngoài tham gia đầu tư mua cổ phần. Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho rằng, trong suốt 10 năm tái cơ cấu SCB đã chịu đựng nhiều khó khăn nhưng vẫn kiên trì. Hoạt động của ngân hàng trong thời gian sau hợp nhất không sử dụng bất cứ đồng nào của nhà nước để thực hiện phương án tái cơ cấu. Khi các nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị rót tiền vào mua cổ phần SCB thì bà bị bắt nên việc tái cơ cấu không thành công. Bà Lan tiếp tục trình bày, thừa nhận bản thân và gia đình sở hữu chi phối số cổ phần của SCB, nhưng vẫn khẳng định số lượng cổ phần của nhóm nhà đầu tư nước ngoài là không liên quan đến mình, đề nghị tòa xác minh. Đối với các khoản vay của Vạn Thịnh Phát tại SCB hơn 10 năm qua,
Bà Lan cho rằng có đưa tài sản vào thế chấp để vay tiền trả nợ cũ, nên tiền không ra khỏi ngân hàng, và những khoản vay đã ra khỏi ngân hàng thì sau đó cũng quay về SCB. Hơn 10 năm Vạn Thịnh Phát vướng vào vòng xoáy cho SCB mượn tài sản, điều này khiến gia tộc Vạn Thịnh Phát bỗng dưng trở thành gia tộc gánh nợ, còn bản thân bà Lan đối diện mức án tử hình. Tuy nhiên, về vấn đề này, sáng nay Viện Kiểm sát đã đưa ra nhiều chứng cứ, tài liệu khẳng định bà Lan không mất hết tài sản của gia tộc. Bị cáo chỉ có 60 trong số 1.169 tài sản bị kê biên là hình thành trước thời điểm hợp nhất SCB, còn lại có được trong thời gian 10 năm phạm tội. Việc bị cáo đưa tài sản vào SCB chỉ là phương thức thủ đoạn chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Chủ tịch Vạn Thịnh Phát sau đó tiếp tục đề nghị hội đồng xét xử xem xét quan điểm của các luật sư về việc bà bị xử lý về hai tội danh, định giá tài sản đảm bảo và thiệt hại của vụ án. Bà Lan cho rằng, việc SCB định giá lại các tài sản đảm bảo mà công ty thẩm định giá Hoàng Quân đã định giá làm giảm giá trị hơn 100.000 tỷ đồng. Bị cáo cũng xin tòa xem xét lại số liệu báo cáo thực thu, thực chi mà cảnh sát thu giữ tại nhà bà và dư nợ của các khoản vay thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát chỉ là 390.000 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Lan cho rằng, Viện Kiểm sát chưa ghi nhận cam kết của mình về việc dùng toàn bộ tài sản của gia đình, cả những tài sản không liên quan đến vụ án, để khắc phục hậu quả. Do đó, bà đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận các tình tiết này cho mình. Cuối cùng, bà Lan xin tòa xem xét miễn hình phạt cho chồng là ông Chu Lập Cơ và cháu ruột Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, xin giảm nhẹ hình phạt cho các cựu nhân viên SCB. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!